Chào mừng các bạn đã đến với ngày số 2 của thử thách yoga 7 ngày giảm mỡ bụng cùng cô Hằng Nga. Và các bạn sẽ thấy rằng trong ngày đầu tiên khi sau khi chúng ta thực hiện bài tập thì mình sẽ cảm thấy khá là đau phần cơ bụng đúng không ạ và thậm chí là đau cả phần cơ đùi nữa điều này hoàn toàn là hết sức bình thường nha chúng ta không có lo bởi vì khi mà mình ít vận động thì khi chúng ta vận động nó sẽ có cái hiện tượng đau mỏi cơ như vậy không sao nhá và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập giúp mình gặp cơ bụng cho chúng ta thêm một cái vòng eo thon gọn hơn và các bạn sẽ thấy rằng là khi mà sở hữu vòng eo cồn kiến nó khá là thú vị đúng không ạ rất là tuyệt vời vâng và hãy sẵn sàng để chúng ta vào bài tập của ngày hôm nay ta sẽ như thường lệ mình sẽ bắt đầu một chút với phần khởi động mình sẽ ngồi khoanh chân chỉnh xương ngồi của mình sát xuống thảm thẳng lưng hít sâu vươn căng tay lên vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống ra đúng rồi kéo căng giãn cột sống ra thở ra hạ tay mắt nhìn xuống hít vào vươn căng tay lên vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống thở ra hạ thay mắt nhìn xuống một lần nữa hít sâu vươn căng tay đan ngón tay lật ngửa lòng bàn tay vươn căng lên sau đầu giữ ở đây khi thở chậm lại mắt nhìn ngang tầm mắt và nhắm hờ mắt lại hai ba một hít vào buông tay hạ xuống nghiêng sườn, tay trái chống ngang hông trái, hít sâu tay phải vươn sát mang tay, thở nghiêng qua bên trái. Mà hướng vào bắp tay phải và mắt chúng ta nhìn nó hơi chết lên trần. Nhớ là mình không cụp vai là hướng cái vai phía dưới ra trước, đúng rồi. Giữ ở đây kéo căng eo sườn phải nào. Rất tốt, 3, 2, và một hít vào nâng lên. Về giữa, thở đổi bên, nghiêng qua bên phải, Má hướng vào bắp tay trái và mắt chúng ta nhìn check lên trần Kéo căng eo sườn bền trái Rất tốt, hít thở chậm lại 3, 2 và 1, hít vào về giữa Thở buông tay, hai tay đặt lên gối thả lỏng Hít sâu nhẹ nhàng mình xoay khớp hông này Từ phải qua trái đó Khi bạn về giữa thì chúng ta sẽ ưỡn cái ngực cho mình không hú lưng nhé đó, khi gặp về phía trước đúng rồi rất tốt hít sâu và thở chậm hai ba một rồi bây giờ chúng ta sẽ đảo chiều lại nào đúng rồi nhắm mắt hít thở chậm bạn sẽ thấy phần cái phần khớp hông của chúng ta phần cột sống nó kéo giãn cực kỳ là dễ chịu luôn rất tốt đúng rồi khi vào bài tập chúng ta luôn luôn có phần khởi động nhé các bạn đừng bỏ qua nhé rồi hai ba một thở hít sâu nâng lên về giữa thở ra tiếp tục hít vào hai tay chúng ta đan trước ngực thở ra lật ngửa lòng bàn tay cuộn gù lưng mắt nhìn xuống rốn hít sâu thu tay về thở ra lật ngửa lòng bàn tay vươn căng lên sau đầu rất tốt hít vào thu tay về trước ngực thở ra buông hai tay đan ra sau lưng đẩy ra xa mông và tiếp tục chúng ta gập người về phía trước các bạn sẽ thấy rằng một số bạn thì chúng ta sẽ không gặp xuống sát được. Không mình không bênh mông nhé thì không sao, mình gặp theo khả năng, lùi lên cao cũng được. Miễn là cái lưng của chúng ta thẳng lên nhé Đúng rồi, hít vào nâng lên lặp lại. Tay đan trước ngực. Thở ra lật ngửa lòng bàn tay cuộn cầu lưng mắt nhìn xuống rốn. Hít sâu thu tay về. Thở ra vươn căng lên sau đầu lật ngửa lòng bàn tay. Rất tốt hít vào thu tay về trước ngực thở ra buông hai tay đan sau lưng đúng rồi tha lỏng cánh tay chỉ còn các ngón tay đan vào nhau vươn dài người về phía trước và chúng ta gập xuống hãy nhấn mông của chúng ta xuống thảm mình không bênh mông nhé tha lỏng cánh tay ra nào đúng rồi hít vào nâng lên một lần cuối thở ra đan tay trước ngực lật ngửa lòng bàn tay cuộn gù lưng mắt nhìn rốn và chúng ta giữ ở đây mình hít thở chậm lại nào 3, 2 và một hít sâu thu tay về trước ngực rất tốt đúng rồi thở ra lật ngửa lòng bàn tay vươn căng lên sau đầu nhắm mắt khi thở chậm lại ba hai và một hít vào thu tay về trước ngực thở ra buông hai tay đan lại phía sau lưng vươn dài người về phía trước gập xuống nhấn mông xuống nào nhấn mông xuống thẳng lưng Đúng rồi, đẩy cái tay ra xa mông. 3, 2, và một hít sâu nâng người lên. Rồi, thở ra vặn người. Tay phải mình đặt lên gối trái, ưỡn ngực thẳng lưng. Tay trái chống phía sau. Một số bạn sẽ cảm thấy khó để hãy chống hở ngón tay cao lên. Vặn qua trái. Nó mắt mình nhìn sang ngang sượt qua vai. Giữ cho lưng người chúng ta thẳng nào. Hãy cố định phần hông. 3, 2, và một hít sâu trở về giữa thở ra đổi bên vặn qua bên phải nào ưỡn ngược lên đúng rồi, thẳng cái lưng lên cố định phần hông chúng ta vặn phần thân trên nào tay trái mình bám vào cái gối phải giống như bạn phát cái khăn ấy chúng ta cần cố định hai đầu ba hai mắt nhìn sang ngang sườn cái vai nào và một hít sâu thu về giữa thở ra tiếp tục chúng ta duỗi cái chân trái của mình sang ngang duy chân trái của mình sang ngang, tay trái chống phía trước, hít sâu vươn tay lên, sát mang tay, tay phải vươn lên nào. Đúng rồi, hướng cái lòng bàn tay xuống thảm, nhấn cái mông phải xuống, thở nghiêng qua bên phải, hít vào, siết cơ nâng người lên. Đúng rồi, rất tốt, thở nghiêng sâu hơn, rất tốt, hít sâu nâng lên, thở nghiêng sâu, năm này chúng ta giữ ở đây, nhắm mắt, khi thở chậm lại, nếu dựng gót chân trái lên nào, hướng về trái phía dưới ra trước nhấn mông phải ba hai và một giờ hít sâu nâng người lên thở ra chúng ta đổi bên rồi mình duỗi cái chân phải sang ngang tay phải mình chống phía trước dựng gót chân phải hít sâu vươn tay trái sát màng tài thở nghiêng qua bên trái sau đây nghiêng qua bên phải giữ ở đây hít thở chạm lại hít vào siết cơ nâng người lên thở nghiêng sâu hơn Đúng rồi, nghiêng sâu hơn rất tốt hít sâu siết cơ nâng lên thở nghiêng sâu hít vào nâng lên thở nghiêng sâu hơn rồi lần này chúng ta hãy giữ ở đây nào rất tốt ba nhấn cái mông trái xuống nào hướng cái vai phải phía dưới dưới trước không cục vai nhá không cụp vai nhá hai rất tốt ba một rồi, hít vào nâng người lên, thở ra buông tay hạ xuống, thu hai chân về. Hai tay nắm mũi bàn chân, tư thế cánh bướm, tư thế này rất là tốt cho các chị em nha. Rồi chúng ta hãy thẳng cái lưng của mình lên, hai tay nắm mũi bàn chân thả lỏng, nhẹ nhàng thả lỏng. Nào hãy giữ cho lưng thẳng. lưng dưới thường là chúng ta sẽ hay bị trùng nhé, mình đẩy thẳng lưng lên. Bài tập này cực kỳ là rất là tốt cho các cái chị em Nó giúp mình tăng cường nội tiết tối nữ Cũng như là giảm đau bụng trong những cái ngày đèn đỏ Hãy giúp chúng ta duy trì vẻ đẹp của tuổi thanh xuân Rồi, rất là tốt Xoay người sang ngang Tư thế bò mèo Hai tay chống dưới xương vai Gối bằng dưới xương hông Bạn có thể dựng gót chân hoặc úp mũi chân đều được nha hít vào cong mông uốn ngực nhấc cao vài, mắt nhìn lên thở ra cuộn hù lưng mắt nhìn rốn ra tốt cuộn lưng xuống hít sâu cong mông uốn ngực nhấc cao vai mắt nhìn lên thở ra cuộn hù lưng mắt nhìn rốn một lần cuối hít vào cong mông uốn ngực nhấc cao vài, mắt nhìn lên tư thế là rất, rất là tốt cho phần cột sống của chúng ta giúp mình kéo giãn căng mềm cột sống Thở ra cuộn gồ lưng mắt nhìn rốn Bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu ở phần vùng đốt sống ngực và phần vai Rồi hít sâu nhẹ nhàng thả lỏng Rồi bây giờ chúng ta bắt chéo hai cái chân ở cổ chân duỗi thẳng hai chân về phía trước Và chúng ta rũ nhẹ Nhớ nhé, luôn luôn chúng ta hãy duy trì thói quen giữ lưng thẳng kể cả chắc không phải là chúng ta trong bài tập hoặc là trò thói quen sinh hoạt hàng ngày chúng ta hãy cũng nhớ giữ cho lưng của mình thẳng nhá rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ với tư thế con thuyền kích hoạt cơ bụng hai tay chúng ta chống gần ngang cái hông của mình dưới khoeo chân mình tạo thành một góc vuông nào hãy giữ lưng của chúng ta thẳng siết bụng của chúng ta lại siết bụng và khi bạn sờ vào bụng bạn sẽ thấy lo rắn nhá nào hít đầy mà hơi siết bụng lại đúng rồi nâng hai chân lên song song với sàn khi mà chúng ta giữ ở đây mà cơ bụng nó yếu mà nó cứ trùng xuống nó duỗi người ra sau thì bạn sẽ dừng ở cái mức độ tư thế này để siết bụng lại siết thật nhiều bụng vào đúng rồi siết nhiều bụng vào rất tốt rồi tiếp tục tốt hơn ta bắt đầu nâng cái tay lên song song với sàn nó nghiêng cạnh cái bàn tay ngón cái mình hướng lên trần nào rất tốt siết bụng vào siết bụng siết bụng đúng rồi ba Xiết bụng vào, giữ thẳng lưng lên nào, không trùng cái lưng xuống. Hai, rất tốt và một, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Bắt đầu kích hoạt cơ bụng đúng không ạ? Để chúng ta vào vài phần bài tập chính. Rồi tiếp tục nhá. Một lần nữa hít vào gồng bụng, xiết bụng lại, nâng hai chân lên. Đúng rồi, xiết bụng vào thật chắc chắn vào. Đúng rồi, chắc chắn vào. Khi mà chúng ta chắc chắn rồi, bắt đầu vươn hai tay lên nghiêng cạnh bàn tay ngón cái hướng lên trần rồi rất tốt bây giờ hãy vuốt thẳng cái mũi chân mình ra kích hoạt cơ bụng đúng rồi siết bụng lại siết bụng lại siết bụng lại rất tốt ba siết bụng nào thẳng lưng không trùng lưng xuống không trùng lưng xuống siết bụng vào đẩy cái ngực lên hai rất tốt và một rồi nhẹ nhàng hạ xuống khá là thú vị đúng không ạ duỗi thẳng hai chân rũ nhẹ và rũ nhẹ rồi bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập gập bụng hai cái tay chúng ta sẽ đặt lên gối các bạn sẽ quan sát luôn luôn là giữ cái lưng mình thẳng nhé lưng thẳng này hai tay mình đặt lên gối này hơi dựng gót chân lên một chút xíu hít đầy một hơi nén thở gồng bụng ngả người về sau sẽ có một cái lực đối kháng là cái tay mình đẩy về phía trước còn lại chúng ta thấy gồng bụng và ngả người về sau vẫn đang nén thở nâng lên mình mới thở ra đúng không bắt đầu nhá hít đầy một hơi nén thở gồng bụng ngả sau ngả đúng rồi rất tốt, ngã nhiều ngã ngã. Gồng bụng lên thở. Hít hai gồng bụng nén thở ngả sau. Gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng rất tốt, đúng rồi. Gồng, gồng, gồng. Lên thở. Hít ba gồng bụng nén thở ngả. Rất tốt, ngã 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 ngã. Gồng gồng bụng, gồng bụng lên thở. Hít tiếp gồng bụng nén thở ngả. Rất tốt, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng lên thở đúng rồi hít năm gồng bụng nén thở ngã rất tốt ngạ ngã đúng rồi lên năm lần nữa hít tiếp gồng bụng nén thở ngà nào có lên cơ bụng khá là thú vị đấy lên thở hít vào gồng bụng nén thở ngà ngà nào ngã nào gồng bụng gồng 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 ngà nữa ngà nữa đi rất tốt lên thở hít vào gồng bụng nén thở ngà nhớ nhá ngả sau nào ngả sau nào Đẩy mạnh cái tay vào gối, đúng rồi, gồng cái bụng lại, gồng bụng, lên thở. Rất tốt hai lần nữa, hít sâu, gồng bụng, nén thở ngả Gồng, 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 lên thở. Rất tốt một lần cuối, gồng bụng, nén thở ngả Xiết bụng vào, siết bụng vào, gồng bụng vào, gồng bụng vào, đẩy mạnh cái tay vào gối phía trước, đúng rồi, rất tốt. Chưa đâu, chưa đâu, đúng rồi, lên thở. Rồi, duỗi thẳng hai chân ra, rũ nhẹ. Và rũ nhẹ. Đúng rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta lại co cái chân lên Cũng là gặp bụng nó khác một chút Hai tay chúng ta sẽ đan lại Cái ngón trỏ của chúng ta hướng ra ngoài Hít vào gồng bụng mình đưa qua bên trái Đúng không ạ? Về giữa thở ra Tiếp tục hít sâu gồng bụng sang phải Về giữa thở ra Nhớ là cái lưng của chúng ta vẫn thẳng nhé Các bạn quan sát này Lưng của chúng ta vẫn thẳng Lưng của mình vẫn thẳng Đúng không ạ? Lưng mình vẫn thẳng Mình không trùng cái lưng thế này nhá không trùng cái lưng là chúng ta sẽ không siết được bụng đúng không ạ không siết được bụng Nhớ không không trùng lưng siết bụng vào thẳng cái lưng lên nào bắt đầu hít vào gồng bụng nén thở trái rồi phải rất tốt hai trái phải rất tốt ba trái đúng rồi gồng bụng vào phải rất tốt bốn trái phải rất tốt năm, gồng bụng vào, trái. Gồng bụng vào, ngả sau đi, phải. Đúng rồi, ngả một xíu nữa, gồng, trái. Phải. Rất tốt, trái. Phải, gồng bụng lại, gồng bụng lại, trái. Rất tốt, phải, cố lên nào, ba lần nữa. Trái, sắp có vòng eo con kiến rồi, cố lên. Phải. Rất tốt, trái. Phải. Đúng rồi. Trái phải gồng bụng vào lần cuối trái cố lên nào cố lên cố lên phải đúng rồi duỗi thẳng hai chân u khá là thú vị vươn hai tay lên dựng gót chân trụm hai chân vào nhau vươn dài người về phía trước và chúng ta gập người xuống nhớ là mình sẽ thẳng lưng nhé một số bạn cái khoeo chân nó, nó cứng nó chưa giãn thì hãy sử dụng sợi dây hỗ trợ chúng ta sẽ mắc dây vào Đúng rồi, thẳng cái lưng của chúng ta lên. Thẳng lưng lên nào. Vươn dài người về phía trước. Nhớ nhớ, cái khoeo chân của mình nó khi nó trùng xuống như thế này thì các bạn cũng sẽ đẩy nó thẳng ra. Đó, vươn dài người ra. Và chúng ta gập xuống, thả lỏng. Hít thở chậm lại. Rồi, bây giờ chúng ta nâng lên. Tiếp tục bài tập gập bụng. Các bạn sẽ quan sát lần đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ vuốt cái hai cái mũi chân của mình thẳng ra vẫn là siết bụng, lưng mình vẫn thẳng. Rồi cái tay của mình sẽ đặt ở phía gần cổ chân. Tất nhiên một số bạn mà nó cứng thì mình sẽ lui về nhá. Mình sẽ lui về phần gần đầu gối hơn nào. Hít vào đầy một hơi gồng bụng nén thở này. Người mình đang về phía trước này. Tiếp tục gồng bụng nén thở. Ngả này, ngả này, ngả này, ngả này. Ngả này. Đó. Lên, thở ra. Mình lại gặp về phía trước. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện Nhớ nhá, cái mũi chân của chúng ta cần phải vuốt ra Và cái cơ bụng mình cần phải siết thật là nhiều Siết thật là nhiều Ok, bắt đầu nhá Nào, nào gặp trước đi đã nào Nào thẳng cái lưng nhá, không có gù lưng cái này nhá Gù lưng cái này tập tập không tập xong thì lại còn đau hơn nhá Rồi, tiếp tục nào Gồng bụng, hít đầy một hơi Thẳng lưng ra, ưỡn được ra Gồng bụng, nén thở Ngả về sau, ngả, 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 ngả Đúng rồi, ngả theo khả năng nhá đúng rồi tất nhiên là bạn tập tốt cao tất thần nhà sâu hơn như cô hàng nga rồi này còn nếu chưa thì mình theo khả năng nhá gồng bụng đúng rồi lên thở ra rất là vào cơ bụng luôn đúng không ạ hít hai gồng bụng nén thở ngả nào gồng cái bụng lại gồng cái bụng lại hơi cuộn hơi cuộn hơi cuộn lưng lại một tí khi chúng ta ngả sau nhé lên thở rồi khi lên thì mình lại ưỡn ngực mình gập người xuống nhá hít ba gồng bụng nén thở ngả khi mà chúng ta ngả hơi cúi đầu xuống cuộn cái lưng lại đúng rồi cuộn cái lưng vào đừng có ngửa cái cổ ra thì không giữ được đâu nào ngả 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 hết sức theo khả năng đúng rồi lên thở khi lên là ưỡn ngực thẳng cái lưng ra đúng rồi rất tốt thẳng lưng ra hít bốn gồng bụng nén thở ngả nào hơi cuộn lưng lại hơi cuộn lưng lại siết bụng lại tay đặt lên đùi ngả hết sức gồng 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 đúng rồi gồng lên thở rất tốt nào Nào khi về trước hãy ưỡn ngực thẳng lưng ra nhá Hít vào gồng bụng nén thở ngả Rất tốt Ngà nào ngà nào ngà nào gồng cái bụng lại Ghim 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 Rất tốt đúng rồi Lên thở nào về trước hãy ưỡn ngực thẳng cái lưng ra Rất tốt năm lần nữa Cố lên Hít vào gồng bụng nén thở ngả Gồng 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 Ghim 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 đúng rồi ngả theo khả năng ngả theo khả năng Gồng rất tốt lên thở ưỡn ngực ra ưỡn ngực ra lên ưỡn ngực ra Đúng rồi Năm lần nữa hết vào gồng bụng nén thở ngả Cố lên, cố lên Gồng cái bụng lại, gồng cái bụng lại Rất tốt, đúng rồi Lên thở, rất tốt Đúng rồi Hít vào gồng bụng nén thở ngả Gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng Rất tốt, đúng rồi Ngả, 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 hơi cúi cái đầu xuống mới ngả được chứ Lên thở Đúng rồi, rất tốt Nào, khi về trước dẫn ngực thẳng cái lưng ra Hít vào gồng bụng nén thở ngả, cố lên đúng rồi đúng rồi ngà ngà theo khả năng theo khả năng ghim cái bụng lại gồng cái bụng vào lên thở ưỡn ngực ra ưỡn ngực ra ưỡn ngực ra khi lên về trước ưỡn ngực thẳng lưng ra rồi hai lần nữa hít vào gồng bụng ghim 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 nén thở ngà ngà nào ngà nào gồng 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 đúng rồi nữa nữa ghim 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 lên thở rất tốt một lần cuối nhớ lên ưỡn ngực ra nhá hít vào gồng bụng nén thở ngả gồng 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 nén thở nén thở nén thở đúng rồi gim 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 kim lên ưỡn ngực ra rồi gập xuống nhớ nhá khi về trước chúng ta phải ưỡn ngực để gập xuống không gù lưng gập nhá còn khi chúng ta ngả thì mình đã hơi cuộn cái lưng xuống nhá nào thẳng lưng ra nhắm mắt khi thở chậm lại không gù lưng để gập nhá các bạn lưng mà gù thì ưỡn ngực lên lùi cái tay lại nhá không gù lưng nhá thẳng cổ ra không gục cằm không ngửa cổ nhá rồi à cho chúng ta nâng người lên. Khá là thú vị đúng không ạ? Rồi tiếp tục tư thế tiếp theo. Hai cái tay của chúng ta sẽ chống ở cạnh cái hông của mình, cạnh hễ hông đây như thế này này. Các bạn sẽ quan sát trước nhá. Rồi, hai cái bàn chân của mình nó sẽ mở rộng bằng cái hông. Đúng rồi. Đúng rồi, khi chúng ta bắt đầu cái tay mình chống dưới cạnh hông, cái chân mình duỗi thẳng hít đầy một hơi. Nâng ngực đẩy ngực lên tiếp tục nén thở gồng bụng siết mông siết bụng đẩy cái hông của mình lên các bạn sẽ thấy rằng khi chúng ta đẩy lên thì cái bắp chân nó sẽ vuông với cái bắp đùi gồng bụng lại vẫn chưa thở đầu tiếp tục từ từ hạ về vị trí ban đầu mình mới thở ra đó bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhá rồi mình bắt đầu nào hít đầy một hơi gồng bụng đẩy ngực lên nâng ngực nâng mông siết bụng vào, gông bụng vào, nâng cao lên. Đúng rồi, rất tốt. Xuống. Thở. Hít hai gông bụng. Nén thở. Đẩy ngực. Nâng bụng, nâng mông, siết mông, đẩy siết bụng đẩy cao lên. Rất tốt, xuống. Thở. Đúng rồi. Hít ba gồng bụng, nâng lên, đẩy ngực, nâng bụng, nâng hông, nâng cao lên nào làm đúng thứ tự nha, đúng thứ tự nha, cao lên cao lên xuống thở rồi mình phải tập đúng nhá tập đúng nhá tập theo đúng không thì nó không có tác dụng đâu hít vào gồng bụng nâng bụng nâng mông đẩy cái ngực lên đẩy ngực lên siết cái mông vào siết cái mông vào thân song song với sàn nâng cao lên không có là đà là đà đâu nâng cao nữa lên xuống thở rất tốt hít vào gồng bụng nén thở nâng cao nữa lên cao nữa lên đúng rồi siết cái mông vào siết cái bụng vào đẩy cao lên lưng song song với sàn đẩy cao nữa lên rất tốt đúng rồi đấy xuống thở tiếp tục hít vào gồng bụng nâng bụng nâng hông đẩy cái ngực lên đúng rồi nâng mông cao lên siết bụng siết mông vào rất tốt xuống thở bài tập lại ai đau về gáy tập còn sẽ rất là dễ chịu hai lần nữa cố lên hít vào gồng bụng, nén thở, nâng bụng, đẩy ngực, nâng mông, cao lên, nữa, cao lên nào, song song với sàn, song song với sàn, đừng có thấp lẻ tè như thế, cao nữa lên, xuống, thở, và một lần cuối, hít vào, nâng bụng, nâng mông, ưỡn ngực, đẩy cao nữa lên, siết cái mông vào, cao, 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 rất tốt, xuống, thở, rồi, Rưỡi thẳng hai chân rũ nhẹ hai tay chúng ta nắm lấy tay phải mình nắm lấy cổ tay trái nhẹ nhàng rồi tiếp tục tay trái nắm cổ tay phải và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo khá là thú vị bây giờ chúng ta sẽ đến với một tư thế tiếp theo khá là thú vị rồi nào là chúng ta sẽ dựng hai cái gối của mình xuống rồi tiếp tục ta đưa cái chân trái sang ngang nhớ là cái gót chân nó ngang hàng với lại cái gối phải của chúng ta nhá có chân ngang hàng với gối phải mình áp cái lòng bàn chân trái xuống hai tay chúng ta vươn lên nhớ bài tập này chúng ta cũng cần siết cơ bụng gồng bụng nhá quan sát trước một lần này hít đầy một hơi gồng bụng nén thở là nghiêng qua bên phải nghiêng bên phải bên phải vươn xa ra vươn xa ra gồng bụng lại gồng lên thở đúng không ạ hôm trước thì chúng ta tập là nghiêng qua bên trái hôm nay nghiêng bên phải khó hơn nhá siết nhiều bụng vào nào bắt đầu hít vào đầy một hơi gồng bụng nén thở nghiêng qua bên phải vươn xa ra vươn xa ra đúng rồi gồng lên thở rất tốt hít hai gồng bụng nén thở nghiêng vươn xa ra vươn xa ra rất tốt gồng lên thở hít vào gồng bụng nén thở vươn gồng bụng gồng bụng vươn xa vươn xa đúng rồi sau lưng có một bức tường không được cụp vai lên thở hít vào gồng bụng nén thở nghiêng ra tót nghiêng 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 vươn xa vươn xa rộng đúng rồi lên thở rất là vào cơ bụng luôn hít vào gồng bụng nén thở nghiêng vươn xa ra vươn xa ra ra tót đúng rồi đúng rồi gồng lên thở năm lần nữa thôi cố lên hít vào gồng bụng nén thở vươn đúng rồi ra tốt nghiêng 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 rồi lên thở hít sâu gồng bụng nén thở nghiêng đúng rồi nghiêng sau là vươn xa ra vươn xa ra rất tốt, gồng, lên thở Hít vào, gồng bụng nén thở nghiêng Nghiêng, nghiêng, nghiêng Gồng, lên thở Hít sâu, gồng bụng nén thở nghiêng Đúng rồi, rất tốt Gồng, gồng, gồng Lên Nào, một lần cuối, gồng bụng nén thở nghiêng Xa, xa, xa Gồng, gồng Lên thở oh, Khá là thú vị đúng không ạ Rất là vào cơ bụng Đúng rồi tiếp tục chúng ta đổi bên nha Bây giờ duỗi chân phải sang gót chân cao ngang với lại gối trái. Tay mình vươn lên, hít đầy hơi gồng bụng, nén thở vươn xa bên trái. Nào tưởng tượng sau lưng mình có một cái bức tường không có cục vai thế này nhá. Nào vươn xa ra, vươn xa ra. Gồng, lên thở, đúng rồi, rất tốt. Hít vào gồng bụng nén thở nghiêng, nghiêng vươn 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 vươn, gồng, lên thở. Hít sâu, gồng bụng nghiêng đúng rồi lên thở hít tiếp gồng bụng vươn đúng rồi rất tốt nghiêng nghiêng lên thở hít vào gồng bụng nghiêng đúng rồi rất giỏi hít sâu gồng bụng siết bụng siết bụng siết bụng vào siết bụng vào lên ba lần nữa nào áp sát cái lòng bàn chân phải xuống nào thẳng cái queo chân ra hít vào gồng bụng nén thở vươn 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 gồng 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 lên đúng rồi gồng bụng nén thở nghiêng gồng gồng giá tốt lên hít vào gồng bụng nghiêng lên hù rất là vào cơ bụng hai bên eo đúng không rồi hít sâu thở chậm rồi chúng ta nằm sấp xuống nằm sấp, sấp xuống. Rồi các bạn sẽ quan sát tư thế con châu chấu nhá. Hai cái chân mình úp xuống cái mũi bàn chân úp xuống, hai cái chân chúng ta sát vào nhau. Hai tay mình để gần cái mang tai này. Chúng ta sẽ cần lực này, thứ nhất là lực mình siết đùi vào, siết đùi, siết căng đùi. Thứ hai đó là lực của bụng, siết cơ bụng. Thứ ba là siết cái cơ lưng vào để chúng ta có thể nâng cái thân trên lên. Đó và nâng cả chân nữa các bạn quan sát một đồng một lần này. Hít vào gồng bụng nén thở này. Chân lên. Thân trên lên. Nâng cao lên. Đúng rồi. Xuống mình mới thở ra. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Cố lên. Nhớ nhá phải siết cái cơ lưng vào nhá. Bài tập này còn tạo rãnh lưng sexy đấy. Nào cố lên. Bắt đầu. Hít vào gồng bụng. Nén thở lên. Cao. Đúng rồi. Cao lên. Nâng cao cái thân trên lên siết căng cái đùi vào đúng rồi xuống thở siết căng đùi nha không cong cong cái chân đâu hít hai gồng bụng nén thở lên cao nâng cái thân trên lên siết cái lưng vào đúng rồi xuống thở hít 3, gồng bụng nén thở nâng cao lên cao đúng rồi rất tốt xuống thở hít 4, gồng bụng nén thở nâng cao đúng rồi cao nó lên rất tốt xuống hết nằm gồng bụng lên cố lên nâng cao cái ngực lên đúng rồi xuống rất là vào cơ bụng luôn đúng không <laughs> ok năm lần nữa cố lên nào đúng không đẹp tự nhiên nhưng mà không thể tự nhiên đẹp được chúng ta phải cố gắng nhá không ai làm cho mình đẹp được đâu bắt đầu hết vào gồng bụng nén thở cao đúng rồi cao lên cao lên rất tốt xuống Hít sâu gồng bụng nén thở lên Căng lên, cao cái thân chết lên Đúng rồi, xuống Xiết căng cái đùi vào Hít vào gồng bụng lên Đúng rồi, cố lên Rất tốt Xuống, hai lần nữa nào Cực kỳ là vào cơ bụng luôn Hít vào gồng bụng lên Đúng rồi Xuống, tắt một hồi chưa đúng không? Một lần cuối, gồng bụng lên Đúng rồi, cao Uuuu sướng không sướng nhau, sờ tay, nghiêng đầu, hạ má, hít thở chậm lại, hít thở chậm lại. rồi bây giờ chúng ta chống hai tay ngang ngực, hít vọng nâng ngực, đẩy ngực lên nào chung khuỷu tay xuống. đúng rồi hãy chung cái khuỷu tay của chúng ta xuống, chung khuỷu tay xuống, đẩy ngực lên, giữ ở đây, mắt nhìn thẳng phía trước nhá, không uốn vào đốt sống lưng dưới. Tập trung vào cái ngực đẩy ngực ra phía trước. 3, 2, và một Lo nhẹ nhàng. Thu lại đẩy người về. Đẩy lùi mông về sau. Mông ngồi lên gót chân. Đứa trẻ vươn dài hai tay về phía trước. Chán chạm thảm. Khi thở trầm lại. Rồi bây giờ chúng ta nâng người lên bắt chéo hai chân ở cổ chân rồi mình duỗi hai chân về phía trước rũ nhẹ và rũ nhẹ rồi hít đầy một hơi vươn tay lên vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống rồi bây giờ chúng ta vào phần thư giãn rồi nào gập người xuống ưỡn ngực ra thẳng lưng lên nào rồi nếu cái lưng của bạn gù nhá thì chúng ta hãy mặc cái dây vào lòng bàn chân nhá vẫn ngược thẳng lưng lên, đúng rồi, rất tốt và gập người xuống. Hít sâu và thở chậm lại. Sau này mình tập tốt rồi, cái khoeo chân giãn, có thể nắm lấy cái bàn tay. Thẳng lưng lên nào, ra tốt, đúng rồi. Hít sâu và thở chậm lại. Rồi, hít vào nâng người lên, thở ra, buông tay xuống. Vặn người, nâng chân trái, bắt ra phía ngoài gối phải, tay trái chống sau mông, hít tay phải lên, thở hít trở tay vào gối chúng ta vặn qua bên trái mắt nhìn sang ngang sượt qua vai trái nào đúng rồi rất tốt giữ ở đây và hít thở chậm lại ba hai và một u tập xong giãn cơ sướng cực kỳ đúng không rồi đổi bên nâng cái chân phải bắt ra phía ngoài gối trái đặt đặt ở phía gần cái chỗ đầu gối nhá nào tay phải chống sau mông hít tay trái lên thở hít cho tay và gối phải vặn qua bên phải Uh, tập xong giãn cơ vặn xuống cực kỳ luôn ấy hít thở chậm lại ba hai ba một rồi nhẹ nhàng duỗi thẳng hai chân về phía trước và ta rũ nhẹ ngồi khoanh chân lại ngồi khoanh chân đúng rồi hít đầy mà hơi vươn căng tay lên đan ngón tay lật ngửa lòng bàn tay vươn căng lên sau đầu khi thở chậm lại nhắm mắt lại mắt nhìn ngang tầm mắt chúng ta không kẹp chặt cái tay vào vào vào, vào, vào mang tay nhé thả lỏng ra một tí xíu nào khi sâu thở vươn tay ra sau đầu nhiều hơn đúng rồi ba hai và một rồi nhẹ nhàng buông xuống cuộn vai về sau ba lần đúng rồi và đảo chiều ngược lại vươn căng hai tay lên vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống căng vai ta kéo cái khuỷu tay phải qua trái mắt mình nhìn lên. Hu, tập sóng giãn cơ xương cực kỳ đúng không? Thôi chúng ta đổi bên nè. Vươn tay lên và đổi bên. Các bạn nhớ rằng trong cái phần bài tập của chúng ta nó sẽ cấu trúc nó sẽ luôn luôn bắt đầu bằng phần khởi động. Sau đó chúng ta sẽ vào phần bài tập chính và sau đó sẽ luôn luôn có phần giãn cơ thư giãn ở cuối giờ thì chúng ta đừng bỏ qua bất kỳ một phần nào cả nhé. Đó. Đừng nghĩ rằng A à, hay là khởi động nó dễ thì mình không cần khởi động hoặc là A à, thư giãn nó nó dễ thì mình bỏ qua, không được bỏ qua bất kỳ một phần nào. Thì bài tập của chúng ta mới có hiệu quả. Đúng rồi, hít đầy mà hơi vươn căng tay lên. Vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống rồi chúng ta chạm tay lại trước ngực. Nhắm mắt lại, hít thở chậm. Rồi chúng ta hãy từ từ mở mắt ra Chúng mình vừa hoàn thành bài tập của ngày số 2 Đó là bài tập gập cơ bụng để chúng ta đốt mỡ Các bạn sẽ thấy rằng là cái những cái bài tập chúng ta khá là thú vị Và ở đây có một cái lưu ý cô Hoàng Nga muốn nhắc Chúng ta sẽ cần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể đúng không ạ? Ngoài cái việc luyện tập thì mình sẽ cần bổ sung dưỡng cho cơ thể sau những ngày mà chúng ta tập ngày đầu ngày thứ nhất ngày thứ hai và trong những ngày đầu ấy, trong lần đầu tiên các bạn tập thì bạn sẽ thấy rằng cái cơ nó khá là đau nó khá là đau đúng không ạ? Và để chúng ta có thể hồi phục cái cơ nhanh hơn cũng như là mình có thể xây dựng thêm được một cái khối với cơ vững chắc hơn, có được cái rãnh bụng đẹp hơn thì chúng ta cần một điều rất là quan trọng đó là chúng ta cần bổ sung đạm đạm còn gọi là protein ấy, bổ sung đạm cho cái cơ thể của mình à, ví dụ như là à, mỗi một à, Um, kg của trọng lượng cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ cần đến là 1,2 gam đạm. Ví dụ nếu mà bạn nặng 50 cân thì chúng ta sẽ cần đến 60 gam đạm đúng không ạ? Thì bây giờ thì cái kiến thức dinh dưỡng thì mình cũng nên là chúng ta phải đi mình mình lên đi mình đi tìm hiểu đúng không ạ? Vì mình luyện tập mà mình cũng phải có phần dinh dưỡng. Mình sẽ đi tìm hiểu xem là à, à, bây giờ trong quả chuối có bao nhiêu gam đạm? Ví dụ một quả chuối có 1 gam đạm thì thì mình không thể ăn 60 quả chuối được ạ. Thì mình phải ăn thêm xem là ví dụ trong 100 gam thịt gà có bao nhiêu đạm? bò thịt bò có bao nhiêu đạm mà nhưng mà đặc biệt đối với những cô chú mà chúng ta lớn tuổi rồi đấy thì mình sẽ nên là mình ưu tiên cái đạm thực vật hơn à, các cái loại như là hạt mắc ca rồi các cái loại hạt dầu omega 3 đó thì cũng rất là nhiều đạm là hạt mắc ca này hạt ốc chó này đúng không ạ hạnh nhân này thì nó cũng rất là nhiều đạm sẽ đạm thực vật hoặc các cái loại đậu ở trong đó thì chúng ta có thể bổ sung vào đó đó thì bạn hãy nhớ nhé chúng ta hãy comment xuống bên dưới video này thứ nhất là ngày tháng bạn luyện tập tỉnh, thành phố nơi bạn sinh sống, chiều cao, cân nặng và các cái số đo vòng eo của mình đúng không? để sau đó sau hết một cái vòng 7 ngày này và chúng ta sẽ quay lại chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là a à, cái cơ thể mình nó sẽ thay đổi như thế nào dạ, sẽ thấy rằng rất là thú vị đúng không ạ? để mà có những kiến thức dinh dưỡng chuyên sâu hơn nữa thì cô Hằng Nga có các cái khóa học về dinh dưỡng cũng như là coaching dinh dưỡng một một nếu bạn muốn tham gia vào các khóa học này để chúng ta có thể nhanh chóng có được một cái vòng eo con kiến, có được cái cơ bụng một một thì chúng ta có thể inbox về để lại comment xuống dưới video này hoặc là inbox về cho cô giáo ở trang fanpage Nguyễn Hàng Nga Yoga. Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình luyện tập cũng hãy nhớ comment xuống dưới video này nhé. Và cũng đừng quên comment lại cảm nhận của bạn sau bài tập xuống dưới video này. Cô Hàng Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo.